Vâng, xin chào quý anh chị các bạn đã trở lại kênh của Đội Ngũ Xe Vào Tháng 5. Clip này thì Xe Vào Tháng 5 của Việt Tuấn sẽ mong muốn đi chia sẻ về bảng giá của Toyota Altis về thời điểm tháng 10 này, giá lăn bánh kèm theo những cái chương trình khuyến mại này để mọi người nắm được nhé. Đầu tiên là về cái giá và hai phiên bản bán ra tại thị trường Việt Nam, đó là bản E là 733 triệu đồng, bản G là 763 triệu. Hiện tại trước mặt quý anh chị đây là bản G, Tuấn sẽ đi chi tiết luôn. Thì sẽ có giá xe khuyến mại, xe chương trình giá lăn bánh cụ thể giá tiết chi tiết ra sao thì mọi người sẽ xem clip này, và rất mong quý anh chị các bạn hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ để biết thêm nhiều thông tin cũng như đóng góp cho Xe Vào Tháng 5 ngày càng phát triển hơn ạ. Bán ra bản E là 733 triệu, đó là giá niêm yết. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản G với giá là 763 triệu, đó là giá công bố từ Toyota Việt Nam. Và chương trình thứ hai đó là chương trình khuyến mại trong tháng 10 này, thì Tuấn chia sẻ luôn cho quý anh chị, đó là hỗ trợ từ Toyota Việt Nam là 44 triệu tiền hỗ trợ lệ phí trước bạ nhé, 44 triệu tiền mặt. Ngoài ra đại lý cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị thêm vào khoảng 20 triệu đồng tiền mặt nữa, thì tổng là 64 triệu. Kèm theo sẽ tặng thêm, vẫn tặng thêm nhé, cho bảo hiểm thân vỏ này và các phụ kiện kèm theo xe, ví dụ như là dàn phím cách nhiệt, trải sàn da, camera hành trình. Thì tổng tất cả tiền mặt lẫn phụ kiện nó lên tới là tầm khoảng 80 triệu. Mọi người mà cần biết chi tiết vào cái thời điểm mà lấy xe thì có thể là liên hệ với Xe Vào Tháng 5 với số hotline là 0911 419 868, hoặc là để lại comment phía dưới thì Tuấn sẽ báo cho cụ thể chi tiết cho quý anh chị. Để nói cái giá lăn bánh đi, ở thành phố Hồ Chí Minh với cái bản E là 733 thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 828 triệu đồng. Còn bản lăn bánh tại Hà Nội là 843. Tại các tỉnh thì sẽ là 809 triệu. Ví dụ như là tại Hà Nội trừ đi thì nó sẽ khoảng lăn bánh thì còn khoảng 707 đến 708 đấy ạ, một cái giá rất hợp lý cho bản E. Còn phiên bản G trước mặt quý anh chị đây với giá niêm yết là 763 triệu thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 861 triệu, tại Hà Nội là 877, còn tại các tỉnh là 842 nhá, thưa quý anh chị các bạn. Trừ đi khuyến mại, ví dụ ở Hà Nội bản trước mặt quý anh chị đây thì chỉ có khoảng 800, hơn 800 một chút thôi là lăn bánh được chiếc xe Altis vào thời điểm tháng 10 này rồi. Một vài cái thông tin Tuấn chia sẻ qua về cái chiếc xe Altis của chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật, chiều dài rộng cao lần lượt là 4640 này, nhân với 1775 nhân với 1460mm. Và xe sẽ có chiều dài cơ sở là 2700mm ạ. Ở đây chúng ta sẽ có sử dụng động cơ là 1.8 và có công suất cực đại là 138 này, và mô men xoắn cực đại là 172 Nm. Xe Altis này sẽ có khoảng cách gầm là 130mm thưa quý anh chị. Đó là một vài cái thông tin qua thì Tuấn sẽ chia sẻ cho quý anh chị. Để đi chi tiết hơn thì mọi người có thể nhìn thấy và đưa ra những nhận xét đánh giá về cái bề ngoài ngoại thất của xe. Chỉ đây hệ thống đèn xa, đèn gần đều là full LED hoàn toàn rồi. Có đề một đề giải đèn LED ban ngày thì nó là đèn full LED, là đèn giải đèn LED này kéo từ đầu đến bên hông xe. Bên dưới chúng ta sẽ có cả đèn sương mù nhé, và có rất nhiều cái nẹp mạ chrome xung quanh xe. Đó. Nó đã đẹp bắt mắt hơn so với cái phiên bản cũ. Tiếp theo đến phần bên hông xe đi, chúng ta sẽ có một bộ mâm nhìn khá là thể thao, nó xen kẽ giữa hai màu phối màu bạc và màu đen, nhìn nó thể thao hơn. Mâm của lốp của Michelin nhé, với cái thông số lốp là 215/45 R17. Thưa quý anh chị, phay sử dụng phay đĩa. Đây chúng ta sẽ có bộ phận gương sẽ được tích hợp sinh nhan trên gương này, chỉnh điện gập điện tự động, cụp khi lùi, tự động gập lùi, rất nhiều tính năng. Cái tay nắm cửa này chúng ta sẽ có cả biến nhiệt nhé, một chạm khóa cửa, một chạm mở cửa. Xe thì có cả cái bộ quay body kit xung quanh xe luôn, đầu xe này, bên hông xe mọi người có thể nhìn thấy đây. Bình nắp xăng này, rồi đến phần đuôi xe đi. Đuôi xe ở đây chúng ta sẽ có đây. Đuôi xe thì có bộ có những cái cảm biến lùi rồi và camera lùi. Đây, tôi sẽ chỉ chi tiết cho quý anh chị. Đây, camera này, cảm biến này. Bộ phận nhựa này thì mai sau tôi thấy nó không được đẹp mắt lắm, thì mọi người về có thể sơn dự cùng một thân xe. Nhìn thì xe nó hài hòa hơn. Đuôi xe được mạ chrome này, Chrome Altis 1.8G. Anten của Altis sẽ là được tích hợp trên gương ở cái kính đằng sau này nhé. Vâng. Rồi đi nhanh thôi, đến phần nội thất bên trong xe đi, Tuấn sẽ chia sẻ cho quý anh chị. Nội thất sẽ là nội thất màu đen.
tuyệt như này. Đây, mạ bạc này, có những nút điều chỉnh xe, cảm biến này, VSC, hệ thống cân bằng điện tử này, chỉnh gương ở đây ạ, của Coratis. Đây là cái núm xoay tròn này, là hệ thống cửa gió điều hòa của Atis phiên bản mới này, thì nó thiết kế nó gần giống với những chiếc trên máy bay thì phải. Hệ thống ghế lái nhá, chỉnh điện 10 hướng cho quý anh chị đấy ạ, rất dễ chỉnh điện. Rồi, bên trong đây, vô lăng, phần vô lăng đi, để tôi sẽ đi chi tiết luôn. Tích hợp những cái nút điều chỉnh tăng già âm lượng này, làm thoại rảnh tay. Bên phải điều chỉnh cái màn hình đa thông tin phía trước của quý anh chị. Có cả tích hợp cruise control rồi đây. Giờ chúng ta sẽ có hệ thống gương chống chói tự động này. Phía dưới này chúng ta sẽ có màn hình 7 inch, tích hợp 6 loa xung quanh này, kết nối được Android Auto và Apple CarPlay, rất dễ chúng ta kết nối nghe nhạc và bản đồ map hiển thị trên này. Đèn ở thông minh rồi, điều hòa tự động. Và chúng ta sẽ có cái cần số thì hộp số CVT zig zag như này. Mọi người có thể rất dễ điều chỉnh. Có cả tính năng sport nhá, khi đi chúng ta có cảm giác lái tốt hơn. Có những hộp đề cốc này. Phần thiếu sót đó là ở cái phần tay, ở cái phanh tay vẫn là sử dụng đó. Tựa thì tay cũng khá là nhỏ thôi. Tôi chỉ vừa để một vài cái vật dụng nhỏ cho quý khách hàng. Rồi, đó. Đó là hệ thống của hàng ghế trước. Rồi tiếp tục hàng ghế thứ hai đi. Hàng ghế thứ hai của Atis cực kỳ là rộng trong phân khúc hạng C. Một chiếc xe có điều hòa rất mát nên là cái chắc có chăng như vậy của điều hòa mát sâu lạnh của Toyota nên là đằng sau chưa có kể điều hòa nhé. Một phần cũng là thiếu sót của phân khúc hạng C như Cora Atis. Rồi đằng sau thì rất rộng rồi, mọi người tầm 1m75, 1m8 thì ngồi thoải mái. Nó có sàn ở giữa này, sàn phẳng nhá, mọi người có thể thoải mái. Tựa thì tay cũng có rồi, khay để cốc. Đó ạ. Đó là về tổng quan, ngoại thất, tất nội thất của Cora Atis cho quý anh chị các bạn nắm được chi tiết thông tin. Nên mọi người có cần bất cứ câu hỏi nào thì có thể để lại comment phía dưới ấy, hoặc gọi điện cho xe vào sau năm với số hotline là 0911 419 868 về chương trình giá bán khuyến mại của Cora Atis hoặc tất cả các dòng xe của Toyota. Cuối cùng thì rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Chúc quý anh chị sức khỏe và một ngày làm việc hiệu quả, lái xe bình an trên mọi cung đường. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo.